U23 Thái Lan hứng bão dữ dội, thảm bại trước đương kim vô địch Ả Rập Xê Út. Thi đấu đầy cố gắng trong suốt 90 phút nhưng U23 Thái Lan vẫn đại bại 0-5 trước U23 Ả Rập Xê Út vào tối ngày 19 tháng 4, ở lượt đấu thứ hai bảng C U23 châu Á 2024. Sau màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Thái Lan ở ASEAN Cup vào đầu năm 2024, cầu thủ U23 nước này cũng không chịu kém cạnh ở giải U23 châu Á, dù rơi vào bảng đấu khó nhưng các chân sút trẻ của Voi Chiến chơi bóng đầy tự tin, phòng ngự phản công hiện đại, vỗ thẳng mặt, ứng cử viên vô địch, U23 Iraq ngày ra quân. Đội hình 4-4-2 với niềm hy vọng số 1 mang tên Irawan Ghani tiếp tục được huấn luyện viên Isara Switaro sử dụng. Thử thách lần này cho U23 Thái Lan là U23 Ả Rập Xê Út, đương kim vô địch của giải U23 châu Á 2022. So với cách đây 2 năm, đại diện của Tây Á vẫn sở hữu những cầu thủ rất tài năng. Bằng chứng là ở trận mở màn U23 Ả Rập Xê Út tạo ra thế trận áp đảo trước U23 Tajikistan. Một chiến thắng trên sân Khalifa trước U23 Thái Lan để giành vé sớm lọt vào tứ kết chắc chắn là điều U23 Ả Rập Xê Út hướng đến. Highlight U23 Thái Lan 0-5 U23 Ả Rập Xê Út, chiến thắng áp đảo vòng chung kết U23 châu Á 2024. U23 Thái Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ nhưng kết quả là đây được đánh giá cao hơn nên không khó hiểu khi U23 Ả Rập Xê Út chủ động cầm bóng và tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 4 phút, nhà đương kim vô địch của giải U23 châu Á đã chọc thủng lưới U23 Thái Lan. Xuất từ đường bóng ở cánh phải, Haitham Asi căng ngang ở tầm thấp để Aman Yahir đệm bóng hạ gục thủ thành Sopao Rakiat. Tuy nhiên, công đầu ở pha làm bàn này thuộc về Mohamed Wahed khi hậu vệ cánh của U23 Ả Rập Xê Út xử lý bóng khéo léo, loại bỏ đến 3 cầu thủ đối phương. Aman Yahir ghi bàn từ sớm cho U23 Ả Rập Xê Út, bàn thắng mở đầu cho bữa tiệc thịnh soạn của U23 Ả Rập Xê Út thủng lưới nhưng U23 Thái Lan cũng không hề nao núng. Đội bóng áo xanh tự tin giữ bóng và những tình huống tấn công diễn ra rất sắc nét. Đúng như dự đoán, hai biên vẫn được U23 Thái Lan tấn công rất nhiều. Trong đó, Irawan Ghani vẫn chơi nổi bật, liên tục hoán đổi cánh để tạo bất ngờ cho hàng thủ của U23 Ả Rập Xê Út. Nhưng khi chưa tạo ra pha bóng nguy hiểm nào, khung thành của U23 Thái Lan liên tục chao đảo với các tình huống tấn công chất lượng của đối thủ. Phút 28, Haitham Asi, cầu thủ đã kiến tạo ở bàn đầu tiên khiến cổ động viên Voi Chiến thót tim với cú đá chạm cột dọc. Tiếp đó, đến lượt Zakaria Hasawi có hai cơ hội đối mặt với Sopao Rakiat nhưng đều không thể giành chiến thắng. Không chơi với tốc độ cao nhưng cơ hội vẫn liên tục đến với U23 Ả Rập Xê Út. Họ dứt điểm 14 lần trong hiệp 1 và một nửa trong số đó bóng đi trúng đích. Trước khi hiệp 1 khép lại, Angamdi rồi đến Abdullah Radib ghi liên tiếp hai bàn thắng, giúp chim ưng xanh dẫn trước đến 3-0. U23 Thái Lan, áo xanh, không thể theo kịp các đường bóng của U23 Ả Rập Xê Út. Hiệp 1 khép lại với khoảng cách 0-3, dành cho U23 Ả Rập Xê Út. Những hy vọng của U23 Thái Lan được thắp lên ở hiệp 2 khi huấn luyện viên Isara Switaro thay đổi liên tiếp 3 vị trí. Nhưng cũng giống hiệp 1, lưới của U23 Thái Lan lại rung lên mặt cho cổ động viên chưa ngồi ấm chỗ. Phút 49, Abdullah Radib có khoảng trống mênh mông và không mắc bất kỳ sai lầm nào để lần thứ hai đánh bại thủ thành Sopao Rakiat. Chưa dừng lại ở đó, phút 73 Abdullah Radib tiếp tục có thêm bàn thắng thứ ba, ấn định tỷ số 5-0 cho U23 Ả Rập Xê Út. Đáng chú ý, tiền đạo mang áo số 9 cũng là cầu thủ đầu tiên có hat-trick ở U23 châu Á 2024. Cũng phải nói thêm, tình huống ghi bàn của Abdullah Radib đến ở thời điểm tinh thần của U23 Thái Lan đã xuống rất thấp. Đội bóng trẻ của Voi Chiến không thể theo kèm cầu thủ của đối phương, lộ ra nhiều khoảng trống để U23 Ả Rập Xê Út bắn phá. Abdullah Radib có hat-trick trước U23 Thái Lan thua trận không tưởng, U23 Thái Lan vẫn đứng thứ hai bảng C với 3 điểm. Tuy nhiên, vị trí này có thể thay đổi nếu cặp đấu giữa U23 Iraq và U23 Tajikistan diễn ra lúc 0:30 ngày 20 tháng 3, kết thúc với kết quả thắng, thua.
Dù cơ hội đi tiếp vẫn còn đó, nhưng đội bóng của xứ Chùa Vàng phải cố gắng rất nhiều ở lượt đấu cuối khi đụng độ U23 Tajikistan. Trong khi đó, U23 Ả Rập Xê Út có 6 điểm, xếp đầu bảng và gần như có chiếc vé vào tứ kết. Đội bóng của huấn luyện viên Anseri cũng cho thấy mình là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch khi đã ghi đến 9 bàn chỉ sau 2 trận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.